Những thứ bị nguyền rủa của Minecraft trên YouTube. Đây là một loại nội dung phổ biến chủ yếu ở các nước châu Á. Thực tế thì nó phổ biến đến mức mà cả nước Việt Nam cũng thường được nhắc tới trong những video đề cập đến dạng nội dung bị nguyền rủa này. Định nghĩa của dạng nội dung này khá đơn giản. Nó là Minecraft. Thông thường sẽ là dạng hoạt hình 2D hoặc là 3D được người sáng tạo làm ra với mục tiêu là hướng tới lượng người dùng vừa ăn cơm vừa xem Minecraft. Tuy vậy thì lý do mà mình kêu nó bị nguyền rủa là bởi vì những thứ được người sáng tạo cho thêm vào trong những dạng nội dung này hoàn toàn không hề phù hợp với đối tượng là trẻ em một chút nào. Để biết được chi tiết hơn những thứ này có thể gây ảnh hưởng như thế nào đối với con em thì chúng ta hãy cùng nói về chúng ở trong video của ngày hôm nay nhé. Để bắt đầu chúng ta phải nói về lịch sử của dạng nội dung này. Đúng, các bạn nghe không nhầm đâu. Kể cả dạng nội dung phản cảm này cũng có một lịch sử của riêng nó. Thứ mà chắc hẳn những anh em đã gắn bó với YouTube từ năm 2016 cho đến nay sẽ không quên được. Thứ mà sẽ hằn sâu trong ký ức của anh em suốt 6 năm qua. Vào năm 2017, một cuộc tranh luận lớn đã diễn ra khắp cõi cộng đồng Internet với tiêu điểm chính là ElsaGate. ElsaGate là một cái tên được đặt cho một dạng nội dung không lành mạnh được đăng tải khắp YouTube với những nhân vật chính là Elsa, người nhện cùng một số nhân vật khác của Marvel. Sẽ không là gì nếu đó chỉ là những video diễn vui nhộn, nhưng không. Những YouTuber đã cho chúng ta thấy một mặt khác của xã hội. Đồng tiền quyết định ý thức. Sẽ không bao giờ mọi người có thể tưởng tượng được một viễn cảnh bát nháo với những Elsa mang bầu đi kèm với những chủ đề kinh tởm mà bọn họ có thể nghĩ ra. Mặt khác là nó có thể kiếm được hàng triệu cho đến hàng chục triệu lượt xem mỗi video, giúp cho những nhà sáng tạo nội dung này thu về hàng trăm triệu mỗi tháng. Nó phổ biến đến nỗi hồi đó ở Việt Nam cứ 10 YouTuber mới tạo kênh thì có 7 người làm Elsa Spider-Man, còn 3 người còn lại thì đang có ý định làm dạng nội dung như thế này. Bởi sức ảnh hưởng rộng lớn đi kèm với những hệ lụy mà dạng nội dung này mang lại cho trẻ em, thì YouTube đã làm một cuộc thanh trừng quy mô lớn, gỡ bỏ hơn 270 tài khoản, 150.000 video, tắt bình luận hơn 625.000 video và gỡ bỏ toàn quyền kiếm tiền ở hơn 2 triệu video trong hơn 50.000 kênh YouTube khác nhau. Tuy vậy thì tưởng chừng như chuyện này đã kết thúc, vì từ đó đến nay chúng ta không thấy những dạng video có nội dung như thế này nữa. Cho đến đầu năm 2023, khi mà YouTube bắt đầu phổ biến rộng rãi dạng nội dung ngắn trên nền tảng của họ, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân YouTube. Những video chứa những hình ảnh khiêu gợi núp sau cái mác là Minecraft được đăng tải hàng loạt, bởi vì những dạng nội dung này làm tốn ít thời gian hơn rất nhiều so với dạng nội dung dài, đi kèm với việc ai cũng làm được nên mỗi ngày có hàng trăm video tới từ tất cả các nơi trên thế giới. Bọn họ đăng tải những video có nội dung vô cùng phản cảm giống như những gì mà mình đang cho các bạn xem. Những thứ này làm xấu đi hình ảnh và tựa game Minecraft vốn đã khó tiếp cận với những phụ huynh ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy thì YouTube vẫn chưa có bất kỳ động thái nào đối với chuyện này. Hiện tại thì dạng nội dung ngắn vẫn rất khó để kiểm soát và vẫn rất nhiều lần mình thấy nó được đề xuất trên trang chính của YouTube. Nếu các bạn chưa từng xem những video giống như thế này thì các bạn làm ơn giải thích cho mình xem cái quái gì đang diễn ra ở trong video này vậy. Hay cả cái này nữa. Và trên thực tế thì dạng nội dung dài cũng không thoát khỏi được cái hố tồi tệ này. Thêm một mặt khác nữa, vì Việt Nam chúng ta cũng đã có quá nhiều tiếng xấu đối với bạn bè quốc tế kể từ cuộc thanh trừng ElsaGate, nên những YouTuber Minecraft Việt Nam đôi lúc cũng được lấy làm ví dụ khi người nước ngoài nhắc tới dạng nội dung Minecraft không lành mạnh. Điều này có thể thay đổi không? Khá là khó. Bởi vì người có khả năng thay đổi cục diện này chính là bản thân YouTube. Chỉ cần họ kiểm duyệt tốt hơn, kiểu như là TikTok chẳng hạn, hệ thống kiểm duyệt của nền tảng này vô cùng tốt và hiếm khi nào các bạn thấy được những nội dung phản cảm được đề xuất cho người xem. Ngoài ra thì phụ huynh hoặc anh chị vẫn có thể kiểm soát được mấy bé, giúp né tránh những dạng nội dung ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển tâm lý của các em. Tạm thời thì chúng ta chỉ làm được những điều đó. Thì mình mong thông qua video này các bạn cũng đã hiểu thêm được đặc điểm của những dạng nội dung không lành mạnh về Minecraft ở trên YouTube. Nói ngắn gọn hơn thì anh em chỉ cần thấy mấy cái video nào có thumbnail như thế này, hoặc như thế này, hoặc là như thế này, thì chỉ cần nhấn vào nút 3 chấm, xong rồi không quan tâm, hoặc là không đề xuất kênh này, hoặc là báo cáo vi phạm. Như thế là được. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.